giờ cái quan trọng là bây giờ các chị YouTuber mình có tiền không ạ? Mình có thể cho mình 200 đúng không ạ? Không có tiền mình à, bây giờ ê nó nghe nè, cho mượn 200 coi. Dạ. Cho mượn 200 đó chị giả nè. Dạ rồi. Rồi, không có tiền mọi người. Cho bây giờ là phải đi mượn 200 đó. Nhớ mặt không? Lát đòi là 200 nha. Nói chứ đâu có giả đâu. Đi vòng vòng nữa nên là mình mua sắm quá trời vui luôn. Ở đây là chỉ đây vui lắm là mình cứ đi. Sợ hãi thiệt. Rồi, cho một cái phần khá cả đi. À, 20. Hai lăm. Mua 20 không cho, có 25 mới được. Thôi nó chơi chứ phần lớn cho 30 đi chị. Chị ăn ớt cay không? À, chị ăn cay. Bỏ hết thủa cho chị nha. Ờ. Đẹp hoài luôn, mé nó đẹp hoài luôn. Đây này mọi người, cái này là giỏi à. Cái này là bỏ vô đâu chị? Bỏ vô há cảo mọi người, ăn ngon lắm. Đậu chua. Đậu chua không ăn. Không ăn ít thôi, nó kìa cho những gì. Rồi, gọi hai đậu chua đúng không? Đó, bây giờ lấy từng hộp đi vòng vòng đó mọi người. Nè, nói tiền đi. Trời ơi, con kế toán cũng cắt mắt luôn. Cái tiệm gì đâu mà thẩm mỹ quá trời vậy? Hát chị không có sửa em. Cái mặt chị hai nét nữa là không ra con người nữa rồi đó mà chị nói chị không sửa. Trời ơi, sợ hãi rồi chứ. Đó, ở bên đó mà nghe tiếng la la bệnh của ai không? Thái Hoàng Duyên Bảo là con đầu bự nhất trong giới BD. Không, BD là đầu người ta chỉ có khoảng 300 gram, đầu nó tới thứ hai. Ừ chứ. Rồi nói vừa thôi quay rồi bắt nha cho được hết. Đừng có lỡ cho bà Nguyên. Rồi, thôi em chị nè, bán cho em. Đã rồi má. Rồi đóng lại đang cho xin sách gì á. Tôi mua gì á. Nhìn có dạ dịch nữa. Thì bà lấy đu đủ thôi, bà đưa gọi thôi, bán 5 ngàn, 10 ngàn cũng được này. Một bà về 30 ngàn, giờ mình đi tiếp. Dạ. Thôi chứ. Trời ơi, con bé nó chân mài nó gọn đó mọi người. Mày tâm ở đâu vậy? Dạ, dớm vô, dớm vô, dớm vô cái chân mài. Chú ơi, tới con. Trời đất ơi. Nó xanh chân mài làm không lợi luôn. Rồi, rồi, tới con kia vô nó. Nát la vô con.
rồi mấy con này sống thiệt bạc. Dạ. Bà kêu lại tưởng ba hỏi gì, ba hỏi mập hả? Nói chơi cái em mới đẻ hôm qua giờ có bầu lại rồi. Hôm qua bữa kia đi quay phim nó chị thấy em có bầu rồi. Rồi bà nói đẻ ra con thằng lằn má ơi, má làm như thằng lằn chơi tôi vậy đó. Trời ơi là trời, đi qua đây nè, đây là cái gian này, là cái gian mới, cái gian rất là xì nhiêu, rất là xì nhiêu á mọi người, rất là mới. Đây là cái gian mà hả của bà chị cả đó, bên đó chị ba với bên chị hai là có chị cả đó. Mai mốt em sẽ mở một quán tên là chị Đại mọi người nha. Chị bán gì vậy chị? Mấy anh, mấy anh xích qua, xích qua cho em đi, mấy anh xích qua, xích qua đánh đường thấy không? Không không gì ngoài đó mẹ em đi không? Ấy là thấy cái đường này nó khô nè, thì nè cái thấy đường này nó khô nè, rồi đó mình mới thấy mấy anh đi mình mới chèn qua không? Không đúng không Hùng? Bây giờ nè cô hỏi Hùng nè, một cách ăn học dinh lộn không? Học dinh lộn răng me sầu bơ đi chị. Anh chưa hiểu thấy chị ăn gì ghê vậy? Dạ anh Su đang làm gì vậy? Anh làm YouTube. Dạ Su cũng có kênh YouTube Trần Gia Huy nha. Dạ mọi người ơi, mọi người hãy nè bây giờ đố trước đây nè, đọc hết kênh YouTube ở đây được không? Trời ơi, chúc em sĩ bốn nè, Trần Gia Huy Su nè, đêm chăm sóc 15 nè, giải trí Việt nè, rồi bên cái ông này là Loto TV nè, có LGBT Loto LGBT. Rồi còn cái này là gì? Chứ quà thăm lớn. Ủa ai biết cái kênh này kênh gì đâu? Không kênh này đâu. Anti fan các thi, anti fan chặn đi mọi người, phải chặn đi mọi người. Dạ mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người nhớ á, muốn ăn thì ghé qua bên Đầm Xanh Que, mà mọi người muốn gãi thì qua em gãi nha. Ủa dạ ngứa là mình phải gãi đó mọi người. Chị có làm dịch vụ về da liễu nữa hả? Và đặc biệt em có cắt bao quy đầu nữa mọi người. Ok mọi người đi vô cắt cho tôi đấy, cắt cho mấy ông YouTube trước đi, anh đưa em cắt cho. YouTube em có hồi nãy rồi chị, em mượn cái búa cho chị cắt bao quy đầu bằng cái búa. Vậy nó còn đau nó chơi cho cái đó là mọi người có thể cắt nha. Thật ra đó cái khi nói vui vui thôi chứ cái khi cắt bao quy đầu bằng răng mọi người. Dạ không, em cắt bằng răng em nuốt luôn nha mọi người nha, em nghe nhuyễn em nuốt luôn. Ủa múa gì múa em thích lộn sao mẹ vui nha. Sớm sớm tôi tắt YouTube đi, trời ơi anh kiếm cả ngàn đô em. Anh đây giới thiệu với em cho anh chết lên dịch phố một tháng anh làm được khoảng là 39,000 đô, 39,000 đô. Còn đối với kênh mà Loto LGBT thì một tháng có thể là thu nhập là 32 tỷ. Em nhớ cái kênh anti su su hồn quá à. Không không phải, em thấy nhớ thì tổ vậy anh không hồn quá, thấy cái mấy ngàn, cái mấy ngàn anh đây nè, kênh này 34,000 đô, kênh này là tháng 25,000 đô. Là còn cái kênh anti su su đúng không? Không, cái kênh ở anti su su là kênh này nè là giải trí Việt, giải trí Việt Loto TV là tháng kiếm 26,000 đô. Còn kênh đêm chăn sáng 15 là 15,000 đô. Tên còn kênh Trường Gia Huy á kiếm tháng á 10,000 đồng á má. Không có 10,000 đô được đâu. Dạ mọi người ơi, mọi người đang coi YouTube, mọi người coi YouTube, mọi người chịu khó qua bên kênh đi ba cắt tiếp official những like và chia sẻ. Dạ cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Dạ mọi người ơi, mình đừng có quan tâm tới các thi nữa nha mọi người, nó bị khùng. Quan tâm em thôi mọi người, kênh cái đồng nghĩa một số official nha mọi người. Chặn nha mọi người, vừa đọc kênh là chặn liền chứ. Nãy giờ đọc kênh nào mọi người tranh thủ rì bọt kênh đó. Rồi xong chị. Đang là cho em. Rồi xong rồi kêu em bao nhiêu tiền vậy? Có 50. Rồi cái này cũng chắc hơi như chị nha. Dạ. Thôi đi qua đầu bự nha. Trời ơi. Mày đừng có nói nó đầu bự nó giận bậy sợ. Em sẽ dẫn chị tới một cái gọi là triển lãm. Triển lãm người BD đầu bự nhất Việt Nam. Wow, lạ nha mọi người, đi nè mọi người. BD bình thường cái đầu có 300 gram, BD đặc biệt đầu thứ hai. Ê, nếu mà cũng nói vậy là cái đầu nó giống như cái đinh dù rồi. Đến đây nè, đi qua đây vui lắm, vui lắm. BD lạ lắm mọi người. Trời ơi là trời. Đây là một cái đặc sản của Việt Nam, có thể gọi là cổ vật của Việt Nam, người BD đầu bự nhất Việt Nam. Yeah, okay. Trời ơi là trời, thôi mày không nói đi, cái người đạt đạt có môi dày nhất Việt Nam. Quý vị có coi chuyện cổ tích ngày xưa đó là sự tích sọ dừa không ạ? Wow. Ra câu chuyện mà sự tích sọ dừa là nói về bội nhiên nha mọi đúng người rồi. Mọi người thấy cái đầu nó giống cái dừa không mọi người? Bự như vậy. Không, mọi người để ý đi, nhìn bội nhiên á giống như cái chùa một cột. Trời ơi là trời, cái thân là cái cột, cái đầu là cái chùa. Trời ơi là trời, tôi nhớ quên.
Ta nói quá trời nói gớt cái gì của người ta rồi chị hả? Trời gớt cái chùm lông. Trời ơi, không có ai vậy? Chùm lông có ai vậy? Ông nội ơi, rớt chùm lông mắt rồi cha. Cha ơi cha. Phải có anh không? No. Anh cái gì má, chừng mày đậm hơn mày nữa mà kêu anh. Cứ khổ quá hả? Trời ơi, cái chân mày mà con tưởng đâu cái dao đó là. Trời ơi, dễ ở đâu mà quá trời trời ơi. Trời con, tuổi cha nổi này thiệt. Quá trời, anh ơi. Đó, đổ đổ anh, đổ anh. Đây là mọi người, ghê cho mọi người, đàn bà mà xăm chỗ. Cái miệng quá trời, nó nghe nè. Quá nghe gọi 120, nó nói sao, lát tôi mua 120. Nói sao kìa, chào YouTube. Hello, xin chào tất cả mọi người nha, bất cả các anh YouTube nha quý vị nha, và đặc biệt là kênh YouTube của Gia Huy Susu. Hôm nay 10.000 quá trời, trời ơi, con hai. Trời ơi, vui vẻ nha, mặc cái áo, mặc cái dạng sang trọng dễ sợ luôn ha. Trời ơi, nhìn là biết người đẹp nhà giàu rồi đó. Gì nữa, gì nữa? Chị mua nhiêu chị? Chị là không có đem tiền, chị muốn đem tiền. Trời ơi, chị đi hát, chị mặc cái áo trắng mà vô giấy, tôi bùng thật thủy. Cái mũ cái nón bảo hiểm thôi. Trời ơi. Dạ mọi người ơi, Bội Nhi đi ra đường là mọi người Bội Nhi không có đội được cái nón bảo hiểm nha. Em đi má. Tại vì nón bảo hiểm ở Việt Nam mình chỉ xài là cái size 40. Cái đầu Bội Nhi size 48 nha mọi người. Nó cái đầu nó bự hơn cái nón bảo hiểm. Nói nữa ta không tính tiền cho khách được đó. Tính đi má ơi, tính nhiêu? 350 hả? Ôi cái này bán cho em lượng quá. Chị đưa đại 500 đi, mai làm tiếp. Không thôi nè, nó nghe nè, em thế bù em lợi. Bội Nhi nó quằn tới sáng rồi. Ô Bội Nhi hả? Anh đuổi lên đây. Đuổi ra đây. Đuổi ra đây. Mày đuổi vào đây anh! Mày, anh ơi! Vào đây! Má vô không quay! Đã nói rồi không bao giờ! Ê ê! Mày làm gái thôi chú! Em ở đâu? Em ở đâu? Anh tới đây chị! Em ở Việt Nam! Ủa chị? Dạ! Má hai đứa con ở Taliban hả má? Rồi làm tôi đi ô tô kìa trời! Trời ơi! Anh trai đóng được máy vậy hả? Mày đi ra đi để nó tự nhiên coi! Trả tiền ừ ừ cho tiền anh ở dùng máy à gì vậy nó đo bụng bầu hả ta bé này ở Thủ Đức nha mọi người nha ở đây là lần thứ mấy em có biết rồi lần đầu tiên khi tới làm xe quay em thấy một cái điều đặc biệt là quay ra nhìn chị là được nhìn đã em thấy ở đây là video đẹp không ạ? Cảm ơn mọi người. Nó nói bd đây không có đẹp thật sự luôn á. Tại vì mọi người biết không, nó mới thấy su su à, chứ nó thấy xinh lét rồi đó. Là bd mới nó mới biết bd đẹp nằm chỗ nào. Đẹp là phải gặp xinh lét mọi người nha. Gặp một lần thì quý vị sẽ không bao giờ dám chơi bd. Ủa em ơi, cái mốt mình đi á, mình đừng có cầm lưỡi lam hay dao theo. Đứt tài đó. Đứt tài đó. Mọi người có nói em là có nghe nè. Ở đây là vợ chồng hả? Không bạn mẹ. Mình chị em á ơi. Thấy cái tay cái tay đưa cái tay lên. Đưa cái tay lên coi. Mày để lên. Mẹ đây cái tay kìa. Đưa cái tay kia. Trời ơi nhà nó có biết bd ha. Trời ơi nội ơi. Vàng mà nó rút cục cục gì đó. Trời tức ghê. Xanh ra là con trai. Ba nó chửi bà. Để không mọi người. Chả là bắn chúa mà phải chửi người ta. Là bó cái tết thì coi. Trai. Hồi tuần trước thì chị Thi cũng hay nói mình trai đó. Ừ đúng rồi. Giờ tụi chị đi lên luôn đó. Ủa là phải thẳng tuổi hả? Chị bữa đó chị trống thai luôn đâu biết con ai đâu. Chị lọc đọc chị phá liền á. Trời ơi. Mới ẩm có cái con thai. Mà giống con chó quá à. Trời ơi. Con chó nó được. Quảng cái nó có bầu rồi. Còn mình phải ổn định. Em vô toilet với chị. Vui vẻ đó mình cầu hưu. Trời ơi. Mình cũng lên hả ơi. À vợ. Bây giờ hỏi thiệt nha. Vợ hay là cái gì? Hả? Bạn tình đồng tính. Anh em bình thường thôi. Bình thường. Ở đây. Bây giờ anh em bình thường không? À lầy má ơi. Thôi má con má là nguyên cái dựa rồi má. Bên chị có bỏ xỉ cái dịch vụ cho bd á. Nói nghe nè, hai đứa là chị em có hai đứa là bạn bè có bắt tay ra thành đồng chí coi. Bắt tay cái con hàng ngàn có người đang coi chứ. Một bắt tay cái chị lượng của bd không nè. Trời cái tay cũng biết điệu ha mấy má. Nè bắt tay ơi, nè đàn ông nè, gặp nhau nè từ xa tới rồi. Không. Ê. Ba mày. Ừ. Đấm được thôi nha. Gãy tay. Đàn ông là phải vậy, cái gì đâu mà đặt. Nói gì. Trời ơi. Nghe thôi, anh nói chuyện dẫn vào quận 2 mà nó có thầy chị tôi đây hay lắm. Chị với chị như chị là càng chặt, càng chị. Tóc càng dài luôn. Nè, khối u càng bự.
Ủa sao cái vú rất là dữ vậy, nó chảy nước rồi đó. Bây giờ một người. Ôi, hai má thôi, rất là hồ hạt.